Đen Vâu là rapper đầu tiên của Việt Nam đạt 1 tỷ views toàn kênh YouTube. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D-News. Trước thềm năm mới, rapper Đen Vâu vừa nhận được tin cực vui từ kênh YouTube của mình. Đến thời điểm hiện tại, anh đã đạt được hơn 1 tỷ view toàn kênh YouTube cá nhân. Kênh của Đen Vâu ra mắt vào ngày 25 tháng 8, 2014. Tính đến nay đã hơn 6 năm hoạt động và thành quả năm rapper thu về quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Như vậy, với 1 tỷ view toàn kênh YouTube, Đen Vâu trở thành rapper đầu tiên của Việt Nam làm được điều hết sức tuyệt vời này. Đen Vâu là năm rapper xuất thân từ giới underground và cho đến bây giờ, anh được xem là rapper thành công bậc nhất khi mang âm nhạc đường phố đến gần hơn với đại chúng. Đáng chú ý nhất là trong năm 2019, cái tên Đen Vâu phủ sóng khắp trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Những sản phẩm như bài này Chill Fest kết hợp cùng nữ ca sĩ Min, 2 triệu năm, Lối nhỏ, Cảm ơn đều nhận được sự yêu mến của khán giả. Trong đó, sản phẩm 2 triệu năm là bản hit gây tiếng vang lớn nhất của Đen Vâu khi liên tục nắm giữ top 1 trending YouTube Việt Nam. Vào những ngày cuối năm 2020, Đen Vâu đã trở lại với ca khúc Đi về nhà kết hợp với Just Tati. Với thông điệp giàu ý nghĩa đánh mạnh vào cảm xúc của những người con xa quê, Đi về nhà nhanh chóng thu hút được sự chia sẻ và quan tâm cực lớn của khán giả. Đen Vâu được đồng nghiệp cũng như giới chuyên môn nhận xét là có chất riêng, nghiêm túc khi làm nghề và nói không với scandal, nên chỉ trong thời gian ngắn anh đã chiếm trọn tình cảm của đại chúng yêu nhạc. Sự đơn giản gần gũi chính là điểm thu hút của Đen Vâu khiến khán giả phải tự tìm đến rap để được cùng anh thưởng thức, cảm nhận thứ âm nhạc này. 1 tỷ view mà Đen Vâu đạt được ngày hôm nay chính là quả ngọt xứng đáng cho hơn 10 năm sống hết mình với lý tưởng âm nhạc của chàng rapper tài năng gốc Quảng Ninh. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.